Dạ, con đóng vai ha, đọc cái tựa đi. Con đóng vai em này. Không can đảm. Em thấy chị không can đảm gì hết. Sao em lại nói vậy? Tại em thấy chị nấu ăn, có bao giờ chị dám nếm đâu. À, tiếp chuyện nào nè. Đọc. Rồi, em đọc đi. Dạ, thì con sẽ đóng vai bạn này đi ha. À, rồi. Đọc tựa đi. Đọc. Đạp. Đạp. Đố cậu đạp con gì là thích nhất nè? Đố cậu đạp con gì là vui? Đố cậu đạp con gì rất vui? Đố cậu đạp con gì rất vui? Trời, đánh đập thú vật là ác chứ vui gì mà vui. Cậu chưa đi đạp vịt trong công viên bao giờ? Sao trong công viên bao giờ à? Vậy là lần à, đúng rồi, đạp vịt vui. Ừ. Rồi, không tiếng nào nữa. Đạp tựa ha. Côn trùng. Rồi, con nói trước nha. Cậu thích côn trùng lắm đúng không? Đúng rồi, sao cậu biết? Tại tớ thấy cậu đi đâu là ruồi bu tới đó hà. Tại tớ thấy cậu đi tới đâu là ruồi bu tới đó à. Nhưng các bạn nghĩ giờ nè, hai mắt. Cái chuyện này luôn ha. Dạ con chưa. Rồi. À, con đúng nghe bạn trai đúng không? Dạ. Cô Tiên. Hôm qua tới gặp cô Tiên đó cậu. Xạo. Cô Tiên chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Xạo, cô Tiên chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Thật mà, cô giáo tới tinh tiên đó. Đế người. Không vẽ được. Tớ tập vẽ trái táo mà không khi nào tớ vẽ được hết cậu ạ. À. Sao vậy? Tại tớ ăn hết trái táo trước khi vẽ không à. Bạn này nhỉ? Tớ toàn ăn hết trái táo trước khi vẽ không à. Cười quá. Đọc hết những chút tụng vừa. À, bánh. Bánh. Đố cậu tại sao kêu là bánh xèo? Tại lúc làm nó kêu xèo xèo. Vậy còn bánh khọt? Tại lúc làm nó kêu ọt ọt. Vậy còn bánh bò? Thì chắc lúc làm nó kêu bò.